Chia tay về bóng đá thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin với những diễn biến ở môn quần vợt. Hôm qua thì đội tuyển quần vợt Việt Nam đã chính thức bước vào vòng loại nhóm 3 Davis Cup khu vực châu Á Thái Bình Dương, và ngay ở trận đấu ra quân gặp đội tuyển Jordani thì Lý Hoàng Nam đã cho thấy một phong độ hết sức ấn tượng. Tay vợt nam số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam nhận cú hích tinh thần khi lên hạng 344 thế giới. Điều này mang tới động lực lớn để Hoàng Nam chiếm ưu thế trước đối thủ Abela Shelby của Jordani trong set 1. Mới chỉ 18 tuổi, Shelby được xem là tài năng sáng giá của quần vợt Jordani, thậm chí được chính huyền thoại Nadal trực tiếp chỉ dạy ở học viện quần vợt tại Tây Ban Nha. Set 1, Hoàng Nam thắng 6-2. Sang set 2, Shelby vùng lên mạnh mẽ để thắng set 2 với tỷ số 6-4. Sang set quyết định, hai bên giằng co tới loạt tie break. Tay vợt học trò của Nadal dẫn trước tới 5-3, nhưng Lý Hoàng Nam đã ngoạn mục cứu liền hai match point trước khi nghẹt thở thắng ngược 8-6. Qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu kịch tính với các tỷ số 6-2, 4-6 và 7-6 sau gần 3 giờ đồng hồ thi đấu. Tay vợt mà Nam vừa thi đấu là đang đạt phong độ rất là tốt. Hai tuần trước thì anh ấy đã đạt hai danh hiệu vô địch men liên tiếp ở Tunisia, cho nên là phong độ này đang rất là tốt. Nam đã biết được trận này sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đã vượt qua được trận đầu tiên, cảm giác rất là vui vì chiến thắng lần này. Thắng lợi kịch tính của Hoàng Nam đã tiếp thêm sức mạnh để Linh Giang thắng 2-0 trước Musa Ankotov, rồi đến thắng lợi của cặp đôi Quốc Khánh Văn Phường để giúp quần vợt Việt Nam khởi đầu ấn tượng với thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Jordani.